quên món ăn lòng xào dưa đang dần dần trên mạng xã hội đi. Món lòng cừu quay này mới xứng đáng là tâm điểm của sự chú ý ngay lúc này. Thay vì phải xô bồ, xô bộn, xô sát, xô đẩy, xô chậu, xô bít mệt mỏi, thì bạn hãy dừng lại một chút để tỉnh lại những điều ta đã vô tình lãng quên. Ta nên sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Hãy yêu đời dù nắng hay đẹp hay mưa bão. Đời của mình cứ vẽ cho xinh. Để vẽ ra một cuộc sống có nhiều mộng mơ như niêu cơm của Thạch Xanh, thì ông bác đây quyết định tắt mạng xã hội nấu ăn cho vợ mình. Chiều nay, cô vợ của ông đây cứ đòi ăn lục phủ ngũ tạng của con vật nên ông mở bát ngay món này. Ông bà ta đã dạy rằng muốn chua thì thêm giấm, mà muốn êm ấm thì không được cãi vợ. Nguyên liệu chính mà ông chuẩn bị trong ngày hôm nay đó chính là một mớ lòng cừu. Do không biết được lòng này có thật hay không nên ông anh phải rửa cho thật kỹ. Sau khi ngâm sơ qua một lần nước, ông ấy đút luôn cái vòi nước vào từng khúc ruột, rồi dùng một cái đũa để làm nó giãn ra. Như bạn thấy, ban đầu khi cho ruột của con cừu vào thau thì nước rất chi là sạch. Tuy nhiên, trải qua các bước vệ sinh trên thì các cặn bẩn đã khiến nước trở nên đục ngầu. Ai mà không thực hiện kỹ càng như ông bác đây thì khéo bị Tào Tháo di te khói đấy. Người ơi trong cõi phiêu bồng, chỉ xin giữ lấy tấm lòng thủy chung. Không rời xa mớ lòng vừa nãy, ông bác lại cho thêm ít muối vào và trộn đều để khử khuẩn. Nhìn trắng trắng vậy thôi chứ chả phải bột giặt đâu nhé. Lấy ô mô mà rửa thì ăn xong có khi đang xuất khỏi trái đất. Mặt khác, vì muốn ba có thể xong việc và vui đùa cùng với mình mà đứa con gái út của bác đây đã không ngại ngần mà phụ một tay. Nó dùng vòi xịt nước để ba tranh thủ khuấy nguyên liệu lên. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn cho thêm vodka vào để trung hòa axit và bazơ. Làm vậy thì món ăn sẽ thêm phần đậm đà hương vị và sạch sẽ không khác gì nhà hàng 5 sao. Sau cùng, người đầu bếp rửa ruột giả với nước thêm một lần cúng cuồi và chuyển sang cắt phần dạ dày của con cừu. Sở dĩ trong chuyện ngụ ngôn nào con cừu cũng bị lừa là do nó quá non. Bằng chứng là ông bác chỉ cần dùng một con dao và đi một nhát là đã cắt xong rồi. Đối với bộ phận này, đầu bếp sẽ tiến hành xiên nó. Chà, chỉ nhìn thôi mà tôi đã tưởng tượng ra cái phân cảnh nước mỡ nhiễu đồng đồng khi nướng rồi. Con cá vàng bơi trong chậu nước, cô nào có phước mới gặp được bác đây. Có người yêu mà biết nấu nướng như thế này thì chả cần phải ra hàng quán ăn làm chi cho tốn tiền. Đồ tự chế biến thì vẫn đảm bảo được chất và lượng hơn rất nhiều. Thêm vào đó, nơi nào mà có cây nhà lá vườn như thế này thì vừa ăn vừa ngắm cảnh cũng chiêu phết. Cừu là động vật ăn cỏ nên dạ dày của chúng phải to để chứa thức ăn. Tốn mất mấy phút thì ông bác mới xiên xong hết mớ ấy. Sau cùng, ông bác chỉ cần quấn thêm mớ lòng ruột ở quanh phần thân cây là có thể đem đi nướng rồi. Không biết chị vợ ở trong nhà có đói không chứ cứ mỗi vòng quấn của đầu bếp là ruột gan tôi cứ cuốn hết cả lên. Những xiên thịt cừu này có vẻ ngoài non không khác gì cái bắp chân bị băng bó cả. Riêng với những bữa tiệc ngoài trời, ông bác đây sẽ sử dụng những cái bếp nướng to và dài để đồ ăn mau chín. Được biết, cái bếp nướng này có giá đắt đỏ nhưng cực kỳ xịn sò con bò đấy. Lượng đánh giá sản phẩm phải nói là tốt lắm luôn. Tôi mà có tiền thì cũng phải tậu một em về nhà ngay mới được. Còn giờ chưa có, thì tôi đành dòm người ta dùng coi như thế nào để lúc xài đỡ bỡ ngỡ. Hóa ra là bếp sẽ gồm nhiều rãnh khác nhau. Nếu muốn nướng, bạn chỉ cần đặt các que vào những rãnh của bếp. Khi bật công tắc, các máy móc sẽ tự động xoay đều xiên thịt. Với thiết kế chắc chắn như vậy thì xiên sẽ không có vụ bị rơi rớt. Thêm vào đó, phần mỡ thừa sẽ chảy xuống dưới lòng bếp nên thức ăn cũng trở nên vừa miệng hơn. Nhờ có cái bếp, ông bác rốt cục cũng có thời gian để vui đùa và nghỉ ngơi cùng với con gái cưng của mình. Con bé tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Trong suốt thời gian ba nó làm việc, nó không những không quấy rầy mà lại còn liên tục hỏi thăm và phụ giúp. Mai sau tôi cũng phải đẻ con gái cho nết na thùy mị mới được. Sau khi xoay đều một vòng trái đất thì những que xiên cũng dần trở nên đổi màu vàng óng. Đợi đến khi nó sủi bọt khí và xèo xèo thì ông bác cũng thay xong một cái áo. Ông ấy dập lửa, lấy cái vỉ nướng và một cái thớt để xẻ xiên nướng ra làm đôi. Có lẽ là sợ món ăn chỉ chín phần ngoài còn phần trong thì chưa nên ông bác quyết định nướng thêm một lần nữa. Lúc nãy nướng xiên thì không thấy khói bốc ra. Giờ đổi sang nướng vỉ thì hương thơm nó cứ phải gọi là nghi ngút. Cách một cái màn hình thôi mà tôi cũng ngửi no bụng luôn rồi. Tình yêu như một đống rơm, gặp mồi lửa cháy hương thơm ngọt ngào. Tin rằng với tình yêu dạt dào vô bờ bến dành cho vợ của ông bác thì món ăn nào cũng trở nên ngon lành cành đào luôn. Bên cạnh đó, đầu bếp nhà vườn cũng không quên nướng thêm một cái bánh mì để ăn kèm. Đợi đến khi tổ tiên mách bảo dừng, ông bác đây lại nhanh nhạy gắp món ăn ra và rắc thêm muối ớt vào. Bánh mì muối ớt, cắn một miếng là muốn cùng anh sớt chia buồn vui. Thức đêm mới biết đêm dài, ăn ngon mới biết những ngày đợi mong. Đợi mãi thì rốt cục cái món lòng ruột của cừu cũng xong. Ông bác quyết định nếm thử một miếng trước khi đem đến cho vợ mình ăn. Hôm nay trời nắng dịu dàng, mình đây cứ việc nhẹ nhàng mà xơi. Video đến đây là kết thúc. Thôi thì chúc gia đình bác đây có một bữa ăn ngon miệng nhé. Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng không phải ai cũng có thể trở thành một đầu bếp, nhưng một đầu bếp thì có thể đến từ bất cứ nơi đâu. Đừng ngại ngần bấm like và theo dõi góc review để tập tành nấu nướng từ bây giờ đi nào. Hẹn gặp lại và chúc các bạn có một ngày tốt lành.